chục để đi. Tết cận kề rồi ông bà cô chú anh chị và các bạn, cảnh rất là tấp nập, bà con bắt đầu đi mua sắm, sắm sửa tất niên. Rần rần sắc xuân ở trung tâm Sài Gòn cũng như là một số vùng các quận huyện ở Sài Gòn, như ông bà cô chú, một số tỉnh thành bắt đầu là bà con tấp nập nhộn nhịp lắm, cũng như là tại quầy heo quay của chị Mai nè. 7, 8 rồi, 12 ổ nữa. Mấy chục ổ chị Tâm? 30 ổ. 7 ổ đó để 2 túi. Hành khách mua 30 ổ nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đó là nọng heo 200k một ký. Nọng là ngay chỗ cái cổ đó ông bà cô chú anh chị, dưới cái cổ á. Thường hay là ai muỗng mỉnh là thường có cái đó. Mua cô chú. Đây còn 2 ổ nữa chú. 2 ổ nữa đủ. Xe cái này có ô tô ngoài trước nè. Không là kẹt xe á. Thấy lì lì các bánh mì không? Sạc sạc. Nhiều ông bà cô chú là thích xem lì lì các bánh mì á.
rất là đông luôn. 20 chú 2 ổ, 40. Em trai 2 ổ chị, em trai 1 ổ chị 2 ổ không chị? Giò lớn chưa có, chập nữa chị ra thì có không, dễ gần đây không? Dạ. Chị ăn dưa ngọn, ăn dưa ngọn nói luôn nha. Thường buổi chiều là có đầy đủ nhất, buổi chiều là lúc nào chị ra là cũng có, nhưng mà buổi sáng thì lâu có bữa thì có, bữa không. Dạ. Khách đang đứng chờ thưởng thức. Rồi có rồi nè. Chú Thành có giò không chú Thành? Không có giò. Dạ. Chuyến sau mới có hả chú? Dạ. Chị khách hỏi giò nhưng mà chú Thành mới vừa ra luôn. Chuyến sau. Nửa tiếng hả? Dạ. Mấy ngày này là chú Thành là chạy tất bật lắm. Chạy xe. Có hồi nào xe không phanh không chú Thành? Chị Tâm cũng xử lý xong mà. Ngoài
Ngoài bán ở địa chỉ 189 Phạm Vũ Thứ thì chị Mai bán ở khu B chợ Bình Tiên và 46 Trần Quý. Trong khu B chợ Bình Tiên thì buổi sáng là chị Hiền, bé Thảo bán, võ sư Thảo á. Đó là xá xíu nha ông bà cô chú chị và các bạn. Xá xíu thì 300 ngàn một ký. Những ngày cận Tết thì không khí rộn ràng lắm, các chợ truyền thống cũng như là các siêu thị rất là tấp nập luôn. Rồi, ba anh bao nhiêu? Dưới thành ra chiến heo quay nhưng mà không có giò heo. Cháu cười đi Ly. Mình hả? Lê Lê hồi tưởng nhớ lại cái gì hồi tối nè, nay là bây giờ cười á. Không ai hỏi gì cũng cười á chị Tâm hả? Trời ơi. Hả? À, Facebook có mấy người á hả? Fan cứng á. Được. Đó, đúng rồi, anh chặn hoài đó. Anh chặn nhiều người lắm. Hả? Được, anh chặn được. Anh chặn nhiều lắm. Bình luận tầm bậy là anh chặn hết chứ. Đúng không chị Tâm? Facebook Lily nổi lắm, nổi hơn YouTube á. Facebook là nhiều ông bà cô chú cũng hóng xem clip mới nhất. Cái này hả Lê Lê? Mới xóa rồi. Mới ấy rồi. Hôm đó cũng cà khịa lắm. Lâu lâu vô chửi anh hoài à. Trăm ngàn. Dạ, lấy cho họ bánh mì thịt đó luôn đi. Lily đọc tin nhắn Facebook này là miễn cười. Lấy hai ổ luôn. Ngày cận Tết. Tự nhiên đọc đó em cười. À, cái khác à. Mấy ổ. 15 ngàn, cái thói vậy. Lily tự nhiên nhớ trật cái chuyện gì trong cái cười. Nhớ trật là tối qua ngủ đúng với số đúng không? Mà sáng ngủ